đang có mặt tại AZIO, và kế bên mình đây là chiếc bàn phím chơi game mới nhất đến từ Aerox với cái mã tên là K62E. Và thiết kế bên ngoài các bạn có thể thấy rằng mỗi bàn phím được thiết kế khá là đơn giản, với một nửa ở đây bên đây là in hình bàn phím và một nửa còn lại là in phím trong để các bạn thấy bên trong bàn phím. Kế bên cạnh đó thì bàn phím in một số chức năng cơ bản nổi bật của bàn phím, dạng như là bàn led nền 7 màu, anti-cock panel 19 phím, keycap có thể dạng coi là double shot, chống chân và nút khóa bàn phím cũng như là khóa các phím chức năng của Windows. Và bây giờ mình sẽ mở ra các bạn bên trong xem như thế nào nhé. Bên trong thì là một số hướng dẫn sử dụng và cũng không có gì nhiều cho lắm chiếc bàn phím này. Và thiết kế bên ngoài, cái bàn phím này cũng rất là cứng cáp. Và theo như lời của sàn sản xuất thì là cái vỏ bên ngoài ở đây là vỏ loại kim loại. Cũng có được một loại nữa là vỏ bằng nhôm, nhưng là bằng nhôm thì mình sẽ nói đến phần sau. Bây giờ mình sẽ cắm cái bàn phím này vào laptop để các bạn xem hiệu ứng đèn á. Như bạn thấy ở đây, đèn nền của LED của bàn phím lên rất là đẹp. Và đã chuyển đổi đèn nền màu của các bàn phím, các bạn giữ nút function và cũng như nút button đi xuống. Button đi xuống ở đây là chỉnh độ tăng giảm đèn nền, và button qua trái phải là để thay đổi màu đèn nền của bàn phím. Nếu các bạn thích thì có bên đây có thể sử dụng nút function kèm với nút tab, gọi là chuyển đổi màu tuần hoàn giữa 7 màu của bàn phím. Và hiện tại bàn phím này đang có mặt tại tất cả chi nhánh AZIO với giá rất là hấp dẫn là 590.000 thôi. Và bên cạnh đó chế độ bảo hành rất là tuyệt, với chế độ bảo hành là 1 đổi 1. Các bạn có thể yên tâm thoải mái sử dụng chơi game thời gian lâu dài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.